got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I don't believe it cause I'm up tonight. It's electric. Xin chào, hôm nay mời các bạn cùng với Nhã Kỳ chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp nằm tại Hồ Bảo Phong thuộc Trương Gia Giới, Trung Quốc. Hồ Bảo Phong là hồ nước ngọt đẹp nhất khu thắng cảnh Trương Gia Giới, từng là bối cảnh trong bộ phim Tây Du Ký. Nó luôn là điểm đến thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách du lịch. Khung cảnh thiên nhiên trữ tình, thơ mộng và yên tĩnh, chắc chắn sẽ cho bạn một chuyến đi tuyệt vời. Hồ này nằm trên hẻm núi. Hồ nước này là một phần của danh lam thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên thuộc thành phố Trương Gia Giới, cách quận Vũ Lăng Nguyên chỉ tầm 1,5 km. Tổng diện tích khu vực hồ lên tới 274 hectare, bao gồm hồ Bảo Phong và làng Ưng Oa. Bao quanh hồ Bảo Phong là những dãy núi đá vôi đồ sộ, cao sừng sững. Có lẽ núi non bao bọc cao vút xung quanh hồ đến mức chẳng ngọn gió nào có thể lọt ra bên ngoài. Nên nó được gọi là hồ dự gió. Hồ có độ sâu 72m, diện tích mặt hồ chiếm 30 hectare, có thể chứa tới 4 triệu mét khối nước. Nước chứa trong hồ là do lượng nước mưa tự nhiên cùng nước từ mạch suối từ trên núi cao đổ về. Chính vì nét đẹp tự nhiên như vậy, hồ Bảo Phong lúc nào cũng trong xanh, tinh khiết hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị cho những bạn đi Trung Quốc muốn tìm chốn yên bình, hòa mình cùng thiên nhiên. Trước đây, khu vực hồ Bảo Phong này chính là một hẻm núi khô cằn. Tuy nhiên, do nhu cầu tưới tiêu nông nghiệp, người dân địa phương đã cùng nhau xây dựng lên một hồ chứa nằm trong những dãy núi đá vôi. Không ngờ bây giờ nó đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng khắp châu Á. Hồ Bảo Phong, bạn nhớ mua vé du thuyền để đi du ngoạn trên hồ và mang theo máy ảnh để nhanh tay chụp lấy cảnh đẹp kẻo thuyền đi một vòng và quay lại bến mà bạn chỉ lo ngắm cảnh quên mất chụp ảnh thì vô cùng là nối tiếc. Bạn có thể ngắm những mái nhà cổ, các dãy núi đá vôi dọc hai bên hồ. Thuyền chỉ gắn động cơ điện, không sử dụng xăng dầu nên khi di chuyển, bạn sẽ thấy rất êm ái và có thể lắng nghe âm thanh lá cây xào xạc. Tiếng nước chảy tĩnh lặng bình yên tại đây, con thuyền lướt nhẹ nhàng và êm ải trên mặt nước, khẽ đưa bạn vào một chốn bồng lai tiên cảnh. Phía bên này là những mái nhà xưa cũ của người dân tộc sinh sống quanh khu vực hồ. Từ xa cũng nghe thấy khúc giao trì nhân gian vọng lại. Với giọng hát cao vút của những nam thanh nữ tú, người dân Thổ Gia, người Miêu tương Tây, khiến trái tim bạn phải rung động. Tiếng hát vọng qua núi đồi, chạm vào các vách đá lớn rồi vang vọng ra khắp không gian, tạo ra một cảnh quan rất đẹp và hùng vĩ, nhưng cũng rất thơ mộng. Hồ Bảo Phong bốn mùa đều có nét đẹp riêng khiến nhiều người phải xuyến sao. Tuy nhiên, tầm tháng 8 trở đi, khi cái nóng oi ả của mùa hè dần nhường chỗ cho những cơn gió thu mát lộng, người ta lại tìm đến Hồ Bảo Phong để an yên trong tâm hồn. Đây cũng là thời điểm mà rất nhiều loài chim bay về Hồ Bảo Phong để tìm nơi cư trú cho mùa đông lạnh giá sắp đến. Ngoài ra, nếu muốn trải nghiệm văn hóa nhân gian ở vùng này, bạn có thể ghé thăm Hồ Bảo Phong vào giữa tháng 3 âm lịch. Đó là thời điểm diễn ra mọi lễ hội quan trọng của người dân trong vùng mang tên Hội Hát Dân Ca. Còn nếu muốn ngắm trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng rực rỡ giữa Hồ Bảo Phong thì Tết Trung Thu cũng là khoảng thời gian cực kỳ đáng ghé thăm.
Bạn có muốn ghé Hồ Bảo Phong này không? Hãy để lại comment cho Nhã Kỳ được biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Tạm biệt các bạn.